Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân vận các cấp tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác dân vận, triển khai hiệu quả năm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ các hoạt động thiện nguyện phòng chống dịch.